Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại học sửa điện gia dụng. Hôm nay mình nhận được cái nồi áp suất điện Smart Cook. Theo được tìm hiểu thì loại nồi này là nồi nhái các bạn ạ. Bo mạch các thứ nhìn rất kém. Và hiện tượng này mình cắm điện. Đấy, không điều khiển được. Đây, sau khi tháo nắp ra này, đây ruột gan của nó đây. Mình bo mạch các bạn này. Nhìn hàng nhái nên nhìn bo mạch nổ hết rồi. Đây, nó khối nguồn nó không có còn nguồn, bấm điều khiển không được. Đây mạch điều khiển, cái khối điều khiển nó nằm trong cái vỉ này. Đây nó dùng con dơ le đóng ngắt cho kháng dơ le 12V các bạn. Sau một hồi thì các bạn tìm cái nguồn 12V DC bên ngoài, mua bên ngoài cái adapter nào đấy. Đấy, mình phá ra thì lấy cái ruột nguồn 12V khác mình chế vào đây. Mình đấu vào đây. Bây giờ mình đấu vào rồi cho các bạn xem nhé. Nhá, sau khi mình chế cái nguồn ngoài vào thì giờ mình cắm thử các bạn nhé. Đấy, đã điều khiển được rồi này. Mâm nhiệt đã đóng rồi, giờ le đóng cho mâm nhiệt rồi. Nồi nóng rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.